liên tục, thì khi đó sẽ có biến đổi. Mình chỉ có cái hàm s, hàm s của mình có giá lấy được giá trị từ một cho đến thay bằng lấy từ không đến n, lấy từ một cho đến n, lấy từ một đến n từ không đến n trừ một. Các giá trị này chính là các giá trị của các tọa độ mà mình có. Tức là nếu mà ta biết được các giá trị này thì ta biết được cái vector này. Mà nếu biết được cái vector này thì ta biết được cái ảnh. Thì ta có thể tính các hệ số Fourier. Tức là ta có thể biểu diễn hàng F này dưới dạng. Tức là bây giờ ta đổi hệ tọa độ từ hệ tọa độ 01 sang hệ tọa độ dùng các hàm Fourier ở đây thì ta sẽ có các hệ số là các cây hạt cây mũ này là hệ số Fourier thì có thể tính bằng một cái các transform đây một cách biểu diễn khác thay vì dùng cái hệ tọa độ thông thường thì ta có thể dùng các hệ tọa độ tăng ở các hàng sin, sine, cosine này và từ nếu mà có các hàng này rồi thì ta có thể viết f(x) dùng các hệ số Fourier. Thì cái hay của cái này là giả sử có những cái vector mà nó biểu diễn rất là tốt ở trong cái hệ tọa độ này, chẳng hạn vector này thì có thể xấp xỉ rất tốt bằng thay con số này bằng không, nhưng mà có các vector mà nó về cái mặt đấy lại rất có xấp xỉ, chẳng hạn như là có một vector như thế này. Nếu mà ta xấp xỉ một cái kiểu kia thì cái vector này sẽ thành công hết, thì là mình sẽ mất hết tất cả những cái thông tin của cái vector này. Nhưng mà chẳng hạn như vector này mà biểu diễn vào hệ Fourier thì nó rất là đẹp. Thì chẳng hạn như là nếu mà ta tính là bây giờ cái f của mình thì cái này là có giá trị là tất cả các f x thì đều là bằng 1 trên cho n. Nếu mà ta tính các hệ số Fourier thì sẽ có cái hệ số của 0 sẽ là chính xác là 1 trên n nhân với cộng với cái này và cái này thì tất cả các điểm đều là 1 trên cho n. Nếu mà k bằng 0 thì cái này bằng nếu mà x bằng 0 thì cái này bằng 0, tức là cái này sẽ bằng 1 trên cho n. Còn nếu mà mình tính các hệ số khác thì nếu mà ta cộng tất cả cái này lại thì tận mỗi cái hàm này thì thật ra chính xác là một cái vector ở trên vòng tròn. Và nếu mà ta cộng tất cả các vector ở trên vòng tròn này thì đó là chính là cộng các vector của một cái đa giác đều với n đỉnh. Nếu mà mình cộng các vector này lại thì cái tính periodic, cái tính tuần hoàn của nó thì mình sẽ được cộng bằng 0. Tức là chẳng hạn mình có cái bắt đầu của một cái vector như thế này thì chỉ có f0 bằng 1 triệu, f0 bằng 1 thôi. Còn 1 trên cho n rồi. Còn tất cả các f khác thì bằng 0 nhé. Thì nếu khi ta biểu diễn ngược lại ở đây thì chính xác là cái fx này nó chỉ bằng f0. Thì nếu mà trong cái hệ tọa độ này, nếu mà ta dùng cái hệ E này làm hệ tọa độ thì khi đó vector của mình rất là đẹp. Để các bạn mình dùng cái dạng này thì cái này rất dễ các công tác một hệ số Fourier. Tức là trên, nếu mà nói một cái tổng quát thì có thể là ta có thể dùng biến đổi Fourier đấy. Cái này trong ứng dụng thì là dùng cái Fourier rất là tiện, vì rất là nhiều cái signal
khẩu nên rất là nhiều cái dấu hiệu ở trong cuộc sống là nó gần với những cái hàm sin và cosin trên các máy đo về y tế chẳng hạn, dần những các đường cong nó bắt đầu ra. Nếu mà ta sấp xỉ của các hàm sin và cosin thì nó tốt hơn rất nhiều. Thì đây là cái một trong những cách cơ bản nhất để dùng làm compress data. Trong thực tế thì thật ra là có rất nhiều hệ tọa độ khác nhau, không cứ thì ta phải dùng hệ tọa độ Fourier như này mà có thể dùng nhiều hệ tọa độ khác. Cho nên thì đó là nó có cả một cái lý thuyết về là để dùng để ví dụ trong từng loại bài toán một thì sẽ có từng cái hệ loại hệ tọa độ một mà nó tốt cho cái bài toán đó. Thì có cả một lý thuyết về là loại hàm số như thế nào để dùng cái loại hiệu quả độ như thế nào, chẳng hạn như là cách đây mấy tháng được có đọc báo đến bà Ingrid Doreci là những người giảng bài là cái lĩnh vực trên vị trí của bà là bây giờ dùng tìm những cái bát bích để giữ xin thế nào. Thank you.
thì cái SPD này nó có dạng như thế này, tức là cái A này có thể viết thành một cái tích của ba ma trận con, ba ma trận, một ma trận U, một ma trận B và một ma trận B. Thì cái ma trận U và ma trận B này thì là ma trận gọi là unitary hoặc là orthogonal. Tức là ma trận này nó khi ứng dụng thì nó là không thay đổi khoảng cách. Là nếu mà V này mà có cái không là một, có độ dài là một thì mà cái ảnh của UV hoặc độ dài là một. Còn đây là một cái ma trận rất đơn giản, đây là ma trận chỉ có các đường chéo. Thì các giá trị ở trên các đường chéo này đều là các giá trị riêng. Thì định nghĩa hình học của nó như là như thế này: nếu mà ta có cái ma trận A mà mình muốn viết thêm một vector V đây, coi như mình viết một vector ở V đây, thì trước hết là cái V này, cái V to này nó sẽ biến đổi cái V lớn, là chẳng hạn ta nhìn cái hình cầu đây, thì cái thằng V to này nó sẽ, thật ra V này là một phép quay thôi, thì nó sẽ quay hình cầu, quay ít thì nó vẫn là cái hình cầu đấy, nhưng mà các điểm sẽ được quay luôn cùng chiếc này, điểm này nó sẽ quay sang hình cầu. Thế D này thì là một ma trận có đường chéo. Mà ma trận có đường chéo thì có nghĩa là nó sẽ chẳng hạn như là ma trận này 2 và 2, thì có nghĩa là một hướng ở đây nó sẽ kéo cái hình cầu dài ra 2 lần, một hướng ở đây nó sẽ ép cái hình cầu mỏng 2 lần. Biến cái thằng này thì chẳng hạn hướng này là dài ra 2, hướng này là 2. Thì cái U cuối cùng thì nó sẽ quay cái quả trứng này. Thì nếu mà mình trong đặc số tuyến tính và cái ma trận ở này, cái ma trận này mà là đối xứng thì cái singular và decomposition thì là spectral thì composition là gần như nhau. Còn nếu mà ma trận không đối xứng thì người ta quan tâm nhiều đến các giá trị đặc biệt này hơn là các giá trị riêng. Các giá trị riêng thì như mình học nó không